Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia kèo Europe. Chúng ta sẽ nhận được đồng Polka Budget ở trên CoinMarketCap. Tham gia vào kèo Europe lần này thì các bạn sẽ cần nhấn vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái giao diện của trang CoinMarketCap. Và nếu bạn là người lần đầu làm các kèo trên CoinMarketCap thì bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản bằng email. Đó. Thì với kèo Europe lần này thì chúng ta sẽ nhận được đó là 200 cái đồng PBR tương đương với tầm khoảng là 24 đô. Ok, thì kèo Europe này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 8 và sẽ tiến hành phân phối về ví cho chúng ta khoảng sau một tuần sau đó, sau khi kết thúc. Đấy, thì chúng ta sẽ lướt xuống ở phần phía dưới và các bạn hoàn thành cho mình các nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ follow kênh Twitter của Polka Bridge. Ok, ở đây thì các bạn sẽ tiến hành mở trang Twitter ra, các bạn kích vào phần follow. Quay lại trang CoinMarketCap, các bạn làm tiếp nhiệm vụ thứ hai đó là join vào hai kênh Telegram Channel và Telegram Group của Polka. Ok, chúng ta sẽ mở ra, các bạn nhấn vào phần join group. Sau đó chúng ta quay lại làm tiếp. Rồi, join vào kênh Channel. Tiếp theo các bạn sẽ tới với nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ cần like và retweet bài đăng ở trên trang Twitter và tag thẻ hai người bạn của các bạn vào. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái trang Twitter ra. Ở đây thì mình đầu tiên là mình sẽ copy hai cái bạn bè của mình đã. Đây, chúng ta sẽ cần phải tag thẻ hai bạn bè nhé. Thì nếu bạn nào mà các bạn không biết tag thẻ ai ấy thì các bạn có thể vào cái kênh follow cái kênh Twitter của mình để các bạn tag thẻ. Đó, ở đây mình sẽ lấy ba bạn luôn. Copy này. Ok, sau đó các bạn sẽ vào lại cái trang Polka này cho mình. Đó, các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới. Các bạn sẽ thấy có cái bài đó là CoinMarketCap ở đây và Polk Polka. Thì các bạn sẽ thả tim, sau đó các bạn sẽ repeat về. Ở đây thì bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet và sẽ dán hai bạn bè của chúng ta vừa copy vào và các bạn tích vào phần tweet. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ tweet và tag thẻ. Ở đây thì nó nói là các bạn sẽ retweet pin vote, tức là retweet cái bài ghim ấy. Tuy nhiên ấy, thì cái bài ghim này thì mỗi ngày nó có thể ghim một bài, nó có thể đổi. Nên là anh em có thể là những cái kèo Europe ấy, nó nói là retweet bài pin thì anh em có thể retweet bất cứ bài nào ở trong này cũng được. Đó, những cái bài nào mới hoặc là những cái bài nào có liên quan thì anh em retweet đều được. Chứ nó không gọi là cần phải retweet đúng bài thì nó mới cho ăn đâu nhá. Ok, rồi tiếp theo là các bạn sẽ cần phải làm nhiệm vụ thứ tư, chúng ta sẽ tiến hành điền cái form này, các bạn sẽ tiến hành mở cái form lên. Ở đây thì các bạn sẽ cần điền một số như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào cái tài khoản email của chúng ta. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điền form. Đầu tiên là các bạn sẽ điền cái username Telegram của chúng ta. Bằng cách các bạn vào Telegram, chúng ta vào dấu ba gạch phía trên góc trái màn hình. Ở đây các bạn vào tiếp cho mình phần setting. Vào phần edit profile và chúng ta sẽ copy cái username này. Đó, sau đó chúng ta sẽ quay lại cái trang điền form các bạn dán vào và các bạn lưu ý là thêm cho mình cái dấu a còng ở phía trước. Cái điền thứ hai đó các bạn sẽ điền cái link Twitter cá nhân của chúng ta bằng cách chúng ta vào phần profile, sau đó các bạn sẽ copy cái username cá nhân, cái link Twitter cá nhân của chúng ta các bạn dán vào đây. Đó, nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ cần phải retweet bài đăng thì các bạn sẽ kích vào cái đường link này, nó sẽ chuyển đến cho các bạn cái nhiệm vụ cần retweet. Thì các bạn sẽ tiến hành thả tim và chúng ta sẽ retweet thêm một cái bài này về. Đó thì mình đã retweet rồi. Sau khi retweet xong ấy thì các bạn sẽ quay lại cái trang tweet và replit cá nhân của chúng ta, các bạn sẽ kích vào khoảng trắng. Ở đây thì các bạn sẽ copy lại cái link bài viết mà chúng ta đã retweet về. Sau đó các bạn sẽ kích tích vào cái phần retweet ở cái trang điền form. Và cái phần submit your link retweet thì các bạn sẽ dán cái link mà các bạn vừa copy vào. Đó, cái link retweet bài này này. Ok, cuối cùng là địa chỉ ví ERC20 thì chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví ERC20 ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần gửi. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ điền form. Tiếp theo đến với nhiệm vụ thứ năm là các bạn sẽ thêm cái đồng PBR vào danh sách yêu thích trên CoinMarketCap. Thì bây giờ bạn sẽ quay lướt lên ở phía trên, các bạn sẽ thấy có cái phần ở dấu sao ở đây. Thì các bạn sẽ tích vào cái phần dấu sao này để nó hiện lên màu vàng như thế này. Là chúng ta đã thêm nó vào cái danh sách yêu thích thành công.
Sau khi bạn hoàn thành đủ 5 cái nhiệm vụ ở phần bên này thì chúng ta sẽ nhấn vào phần đó là Join this Group ở phần bên phải. Ở phần này thì các bạn sẽ cần làm thêm cho mình một số nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành follow trang Twitter của CoinMarketCap. Nhiệm vụ thứ hai các bạn cần làm thêm đó là follow, like cái kênh Facebook của CoinMarketCap. Và nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ join vào cái kênh Telegram channel của CoinMarketCap. Đó, thì nếu bạn nào mà các bạn chưa bao giờ làm các nhiệm vụ trên CoinMarketCap ấy, đấy thì các bạn sẽ tích vào lần lượt từng nhiệm vụ để chúng ta follow cũng như là join vào các cái kênh của CoinMarketCap. Còn những bạn nào mà chúng ta đã làm nhiều kèo trên CoinMarketCap rồi thì mình nghĩ là chúng ta những cái kênh trang mạng xã hội này thì các bạn cũng đã theo dõi từ lâu rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, các bạn sẽ tiến hành chúng ta điền tiếp một khai báo tiếp một số cái thông tin. Đầu tiên là địa chỉ ví Ethereum thì các bạn lấy cái địa chỉ ví như lúc nãy chúng ta lấy ở trên ví MetaMask các bạn dán vào đây. Tiếp theo là cái username Twitter thì các bạn sẽ vào trang Twitter, các bạn vào phần profile. Ở phần này thì các bạn sẽ copy cái link Twitter ở cái username Twitter của chúng ta từ cái đoạn A còng này. Đó, dán vào phần này. Tiếp theo là link Facebook và cuối cùng là ID Telegram. Đó thì lúc nãy mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đấy thì sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả, chúng ta đã điền đầy đủ thông tin rồi thì các bạn sẽ tích vào bốn cái dòng ở phía dưới. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần Join Airdrop. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn là chúng ta tham gia vào kèo Airdrop và trong kèo này chúng ta nhận được đồng Polka PBR. Thì kèo này sẽ có 1.000 người giành chiến thắng. Ok, và hôm sau thì nếu nó trả về thì mình sẽ thông báo ở trên, mình sẽ tổng hợp lại và thông báo trên cái kênh CC Channel của mình ở cái trang cộng đồng ở trên kênh YouTube. Các bạn vào cái phần cộng đồng ấy thì mình sẽ thường xuyên thông báo về các kèo Airdrop. Kèo nào đã phân phối, kèo nào đã trả thì mình sẽ phân phối, mình sẽ đăng bài ở trên đó để cập nhật thông tin thêm cho các bạn. Và video của mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.